Christine Sa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả thân thương một lần nữa đã trở lại với chương trình The Making of Asia. Kính thưa quý vị, chương trình rất là đặc biệt của chúng tôi sẽ được trình chiếu thành 4 phần và đây là phần 2. Christine Sa xin kính mời quý vị hãy theo dõi sau đây. Kính thưa quý vị, Christine Sa cùng với co-producers Đăng Minh, John D. Bạch và Sophie Bảo Trân đã theo bước các anh chị em của Trung tâm Asia trong lúc hoàn thành chương trình Asia 69 The Greatest Songs of All Time. Một lần nữa, đây là chương trình The Making of Asia. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày đầu tiên mà tất cả những ca sĩ sẽ hợp lại để mà tập cả chương trình. Thì hai ngày trước chúng tôi cũng đã tập từng tiết mục và học những cái choreography chung với cái cô choreographer. Nhưng mà hôm nay thì là ngày đầu tiên, cũng là ngày duy nhất mà tất cả những ca sĩ sẽ tới gặp nhau và cũng được coi cái chương trình chung với nhau. Quần áo, đèn, đuốc này kia thì hôm nay thì phải thử hết. Không biết tại sao mà hai ngày trước thì Christine không có run mấy, nhưng mà hôm nay thì cảm thấy hơi hồi hộp một tí. Không biết tại sao, có lẽ bởi vì là mình cũng gần tới cái ngày quay, đó là ngày mai. Ok, so we'll see. Trong chương trình The Making of Asia kỳ trước, chúng ta đã được nghe về những sự trục trặc bên phía xây dựng lên sân khấu. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được xong kịp giờ để chào đón các anh chị em nghệ sĩ đến với rạp hát tại Pechanga. Yes, it's the beginning of song 11. Như chúng tôi cũng đã hứa, chương trình này sẽ có sự hiện diện của rất nhiều ca sĩ tài năng mới. Chắc quý vị cũng sẽ nhận ra khuôn mặt đẹp trai của anh nam ca sĩ tài năng này từ cuộc thi giọng ca vàng năm ngoái, phải không quý vị? Cái nhạc phẩm mà Tuấn được ban tổ chức được trung tâm giao là bài Anh Là Ai của nhạc sĩ Việt Khang. Tôi thấy là đây là một bài khó hát, rất là khó hát quý vị. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Cái lyrics của nó cũng đã hay sẵn rồi, nhưng mà cái khó ở đây là mình phải diễn đạt làm sao, mình phải hát làm sao mình có thể truyền tải đến mỗi một người nghe. Cái sự đơn giản của cái bài hát này là chỉ đơn giản là đòi nhân quyền, human rights, thì cho mỗi một người chúng ta. Thì cái đó là cái khó lắm, là tại vì ngay cả bây giờ Tuấn cũng không biết là cái cách thể hiện của mình nó có thật sự khơi dậy những cái nỗi niềm của mỗi một người khi lắng nghe nhạc phẩm này. Go for the lift. Thank you.
Một trong những chi tiết thật là đặc biệt là một cuộc hợp ca giữa nam ca sĩ Philip Huy, nữ ca sĩ Diễm Liên và lần đầu tiên xuất hiện trên Asia, đó là nữ ca sĩ Thủy Tiên. What happened, Christine? Hồi nãy đang đi vô đó là đã bị trơn mém té một cái, tại vì cái áo nó dài quá ha, cho nên mình cầm ở đằng trước á, thì đằng sau cũng bị dướng, cho nên hồi nãy mình mém té nhưng mà không có té, rồi giờ mình rất là sợ, không biết là lên sân khấu có té hay không. Vậy nên em đi thử cái bước ha. Em vẫn đạp lên cái gì đó anh. Anh hiểu là cẩm gì đấy. Cứ dụ em chỗ này không? Em không tránh được. Tuy là đây là một chi tiết rất là nhỏ nhưng thật là quan trọng, vì mình chỉ có được một cơ hội để trình diễn tiết mục của mình thôi. Nếu mà lỡ té thì phải làm sao? Đi tới đâu cũng mang đôi dép hết. Để bất cứ lúc nào mình có thể thay giày ra rồi đi cho thoải mái, để không té chứ. Chúng tôi xin bật mí thêm, trong chương trình này sẽ có sự hiện diện của nam ca sĩ Phạm Tú Ngọc và nữ ca sĩ Hồng Diễm, đã được chọn bởi Trung tâm Asia từ cuộc thi Giọng Ca Vàng. Em muốn đứng thử, tại cái cô choreographer có muốn em lên cái này nè, lên từ cái lift, yeah. And then đi xuống. No. Nhưng mà ít xuống em cứ thấy nó là cặp. No, không nên. Không đẹp. Không nên. Không phải không đẹp, không nên nữa. Có gì thì cẩn thận thì not a good idea. Okay. Good call. I'll let her know. Yeah. Well, everything. That's my job, to be concerned about everything. You know, we want to make a good show, but we, of course, that implies good lighting. Good dancers, good set. You know, we have to watch the floor because there's a lot of dancing involved. They have to see everything. We have to make everything, put some glow tape so that they don't trip on the stage. We have to make sure that the sound is good for the audience. We have to make sure the sound is good for TV. So many things, but I've got a great team, and
We're getting there. I was just asking for the cue for the list. So he needs to be so by the time. Kế bên cô ca sĩ Thùy Hương, đó là giải ba của cuộc thi giọng ca vàng Người đẹp Lindsay Đỗ Tiên Dung. Đây cũng là lần đầu tiên mà Tiên Dung xuất hiện trong một chương trình của Trung tâm Asia. Kính thưa quý vị, Christine Sa rất mong rằng quý khán thính giả sẽ giữ làn sóng của đài để tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi sau phần thông tin thương mại. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm Liên khúc tuyệt vời tình ca muôn thuở. Liên khúc một thời vàng son của nhạc trẻ Việt Nam. Chiều, chủ nhật buồn, nằm trong cơn gác điều hiu, nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều, bạn bè rời xa chăn chiếu, ô hay mình vẫn cô liêu. Nếu một ngày không có tôi, thì người yêu ơi, đừng quên tôi nhé. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022. Trung tâm Asia trân trọng kính mời. Vì yêu quê hương anh lặng lẽ bước chân đi, vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly. Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề, anh nói một năm nữa anh về. Asia DVD 69, tác giả và tác phẩm Liên khúc tuyệt vời tình ca muôn thuở. Người yêu dấu hỡi, khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây, nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu? Những tác phẩm vượt thời gian trong kho tàng âm nhạc Việt Nam. Chim bay là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc dạ rời. Phát hành ngày 27 tháng 4 năm 2022. Trung tâm Asia trân trọng kính mời.